Ok và hello anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Gì Đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một cái tựa game mang tên là Pony City anh em ạ. Nó giống như kiểu Dragon City anh em, nhưng mà nó cũng là nuôi rồng, nhưng mà sẽ là kiểu khác. Các con rồng chúng nó hay hơn anh em ạ. Chúng ta sẽ mua một con rồng như này. Đấy, đây là con rồng lửa này, và đây là con rồng đất này, đẹp dã man luôn con ngan anh em ạ. Và chúng ta sẽ cùng nâng cấp cái con này lên level mới đây. Phiên bản mình đã được mod rồi anh em nhá, nếu phải chơi thoải mái. Và mình sẽ mua được vài thứ. Đây, mình phải level up cái công trình của chúng ta lên một cái này. Rồi ok, tôi đang level up. Upgrade, chúng ta sẽ mua thêm dragon ha. Mua thêm con rồng đất này này. Và tiếp tục là sẽ nâng cấp lên này. Nâng cấp tòa tháp này. Mua thêm một con rồng nữa. Mình đã có một con rồng fire rồi anh em ơi. Đây, đây chính con rồng lửa đây anh em, còn gì nữa. Đấy, cho nó lên cấp ấy, nhìn nó đẹp hơn nhiều anh em ạ. Nhìn xem. Thiếu coi nè, thiếu coi. Tưởng phiên bản này phiên bản mốt rồi. Ảo ấy à. Tưởng phiên bản mốt rồi anh em. Chẳng hiểu luôn. Thế cứ đi mua rồng vậy á. Game thì đầy game đấy. Mình sẽ mua con lava. Mình mua con fire chưa? Fire magic. Con nào mình chưa mua nhỉ? Mình có hai con thì phải anh em ơi, không con nữa cơ. Lấy vàng được không? Thằng này sẽ đi lấy vàng về cho mình anh em ạ. Ok, là một đống vàng này, thấy chưa? Mình có một cái unlock. Hết mé tiền rồi, hết sạch game rồi. Hơn 500 rồi mà. 1.64 này. Collect free game. Cứ rằng phim ảnh được mua rồi mà nhờ, sao nó vẫn cần phải mua game ra, hơi khó hiểu ấy. Thật sự mình cũng không hiểu sao phải mua game, tại vì trong khi đó mình có rất là nhiều game rồi mà. Nhiệm vụ bây giờ là như thế nào? Đây, nhiệm vụ mình đang có hai con đây, con rồng đất và con rồng lửa đây anh em. Chiến luôn, fight luôn. Đây, con rồng lửa đây nha. VS, tấn công nào anh em. 3.800 máu. Con rồng đất của mình nó đang hơi yếu nha mọi người. Có lẽ mình sẽ sinh sản hai con rồng đất và con rồng lửa, con rồng hai đầu này. Con này là con Fire and Ice đây anh em. Dạng nó mới dạng một thôi. Rồi, Fire and Ice đã bị loại, nó là tiếng Việt luôn nha. Quá ngon luôn, level 2 này, Excellent này đấy. Đã đầy tiền, đầy vàng rồi này. X2 bonus. Cái này là chúng ta sẽ gọi là dùng kính lúp để mở khóa rồng thôi. Kiểu dạng như vậy thôi anh em. Rồi, chúng ta sẽ upgrade. Chúng ta sẽ cần mua thêm một con rồng gì đó nhỉ. Bắt mình mua thêm một con rồng gì đó. Mình mua con Fire Magic này. Đấy, mục tiêu đã hoàn thành này anh em. Rồi, chúng ta có hai con à. Chúng ta nâng cấp con nào đấy? Hiện tại tôi không biết tôi nâng cấp con gì luôn. Đây là cái bảng, các bảng task của nó đây. Đấy, xem quảng cáo 3 lần này. Open 3 cái chest. Nhiệm vụ à? Đây là nhiệm vụ hàng ngày. Cứ mở chest đã. Đầy tiền mà sao nó không mua được nhỉ? Thức ăn là không có à? Hiện tại là vàng biết đang không có nhiều để nâng cấp cho bọn này đây này. Thấy à? Đấy, chơi mini game à? Còn có 4.800 thôi. Free game. Tôi đã có nhiều game, tôi có nhiều game lắm mà. Tôi có 8.320 mấy ca game cơ mà. Tại sao tôi không thể làm mấy được nhỉ? Thôi kệ, đánh nhau nhá. Tôi đã mở khóa được hai con nhá. À, 3 con rồng nha anh em. Đây, con rồng Fire Magic đây anh em. Con rồng lửa ma thuật à. Nhìn khá đẹp. Chứ bọn này nó không thể nào mà đấu được mình đâu. Chắc chắn luôn rồi. Collect này. Và tôi phải xem quảng cáo. Gì đây? Kho báu truyền thuyết à? Game đảo hải tặc à? Game này là của Gosu không anh em? Hình như game của Gosu thì phải. Mới ra mắt đúng không anh em? Chúng ta có thể mở được khóa con lava nha anh em. Lava Dragon này. Xem quảng cáo 3 lần thì cái đấy chưa làm được. Cứ từ từ. Chúng ta sẽ... Đây bên này là có rồi. Con level 24 rồi này. Bây giờ sẽ mua thêm một con lava nha anh em. Đấy. Như vậy mình đã có lava rồi. Nâng cấp lên đây. Hết tiền rồi. Tiền đâu ra bây giờ?
70.000. Rõ ràng mình có 8.223 game mà không nâng cấp được, khá là buồn cười nhỉ. Khá là buồn cười, không hiểu luôn là tại sao không nâng cấp được cái này. Cái này phải mua tiền chắc chắn rồi này. White Dragon này, Dragon Jump. Thôi đánh nhau trước tiếp á, chúng ta sẽ có 4 con nhá. Tại vì nó có 4 con rồng ở trong này. Một con là lava. Cái này không cần phải sinh sản anh em ạ. Chúng ta sẽ gọi là mua và ấp trứng và thì đánh nhau thôi. Polar. Đấy, chúng ta level 4 đã mở khóa cái gì nè. Kệ đi anh em ơi. Mấy con này là con 2 sao này, thấy nó khá là đẹp. Con này 12.880 máu, con này 16.620 máu. Toàn con khỏe, quá khỏe luôn này. 4.000 vừa game ạ, 4.000 vàng. Tháo hồ mà chơi nha anh em. Đã mở khóa được con Comet Dragon ở level 5 ạ. Chúng ta là có 37.000 vàng kìa, nhiều vàng dã man. Nhưng mà không có. Ơ, nhiệm vụ này gì xong? Nhiệm vụ skip được không? Collection. Collection 25 game này. Đầy game á. Đầy game mà không mua được thì đúng là hơi buồn cười à. What's now? Nâng cấp gọi này lên để cho nó tiến hóa đã. Đấy, tiến hóa chưa? Có cross breeding này anh em. 18.000. Cross breeding là sao? Đó, ui, tôi có được một con mới này anh em. What? Con gì đây? Con rồng magic ạ. Nhìn xem. Yeah, hiện tại tôi cross, tôi sẽ up hai con kia thành một con rồng magic đầu đội mũ phù thủy anh em ạ. Khá là đẹp. Ôi đúng rồi, đối đầu với con boss rồi anh em ơi. Kinh rồi, con này con lốc rồi. Rồng lốc ạ. GRT đã bị loại chưa? Đó, không cần. À, cái game đấy chỉ dùng được trong một vài cái trường hợp thôi anh em ạ. Không phải trường hợp nào cũng có thể dùng đâu nhé. Tôi thấy nó hơi buồn cười. Đấy, ui rồng này đẹp dã man luôn anh em. Thế chúng ta mở khóa khá nhiều loại rồng ấy chứ. Hôm nay tôi mở khóa được 1, 2, 3, 4, 5. Tôi sẽ cần mở khóa thêm một con rồng nữa. Con level 12 này, đẹp nhờ. Hai cái cây bonsai ở trên đầu à. Con này con hệ đất anh em. Đất xong rồi mọc thành cây ấy. Không phải nó là hệ cây đâu. Lại mở khóa thêm một con gì ấy kìa. Cùng xem. Quảng cáo, cái này quảng cáo hơi nhiều quảng cáo nhá. Đấy, electric, chúng ta mở khóa được con electric anh em ạ. Hoàn thành hết rồi. Còn đâu? Có cái gì đâu mà làm? Chỉ có đi mua thôi. Đấy, new habitat, chúng ta cần 70.000 vàng anh em ạ. Chúng ta cần 70.000 vàng. Lấy vàng bạn em. 85.000 vàng rồi, nó sản xuất ra rất là nhiều anh em ơi. 70.000 vàng này. Đấy. Sau khi ấy xong thì chúng ta cũng hết sạch tiền luôn. Vãi đạn luôn. Mới phải mua con electric, một con frost. Mấy con này phải mua một tiền electric. À, ok, nhưng mà không có tiền để nâng cấp thôi. Ôi hết sạch tiền rồi. Hết sạch tiền rồi anh em ơi. Đưa đầu tiếp nào. Chúng ta sẽ gọi đây là bí kíp luyện rồng ha. Cũng được à. Rồi đẹp đấy. Thực ra bí kíp luyện rồng là một game khác cơ. Nhưng mà cho gọi được bí kíp luyện rồng đi. 65.000, 6.500 máu. Đấy, nhờn. Đẹp đấy, được đấy anh em ạ. Ok, mình có xem quảng cáo này cho xem. Đấy. Bên này mỗi tội là hơi nhiều quảng cáo xíu xíu thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn chơi được ha. Chúng ta mở được con earthquake là con động đất anh em nha. Chúng ta cứ đánh này là sẽ được khá nhiều vàng, khá nhiều đấy để nâng cấp cho con rồng sấm sét của chúng ta lên là ngon ha. Đã được. Chuyển đi. Mau vào đánh nhau đi. Level 6 chúng tôi 1.390 máu. Lại quảng cáo. Đánh nhau thì ít mà xem quảng cáo thì mất tới 3-4 phút thôi. Ok, nâng cấp cái này lên. Ôi, con này nâng cấp mất thời gian lắm anh em ạ. Biển nó sẽ cần thêm 104.000 nữa. Tại sao tôi không thể làm ấy nhỉ? Đây này. 500 game mà mình có 8.000 mấy trăm game mà sao không mua được luôn. Ố, hỏi chấm luôn đấy. Instant coin này. Bó tay. Cái này không cần để phút anh em ạ. Nha. Rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé.